Tôi đã gắn bó với Vyoga được hơn 10 năm. Và cái gắn bó này thì có lẽ đầu tiên hết phải kể đến là cái duyên. Cái duyên đối với lại Master Vishwa. Thì tôi tập yoga ngay từ những ngày đầu với Master Vishwa. Và Master là một người thầy rất là giỏi, có một cái tài năng đặc biệt về yoga. Thầy truyền được cái lửa nhiệt tình, truyền được cái cảm hứng tập yoga cho các học trò. Và thầy là một người rất là nghiêm túc, rất là chuyên nghiệp. Về trung tâm thì trung tâm các thầy đều rất là dễ thương, rất là chuyên nghiệp và tận tâm đối với học trò. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập của Vyoga thì chúc cho Vyoga ngày càng phát triển. Và cũng rất là mong có nhiều bạn đến Vyoga để tập thử, để sẽ thấy rằng cái bộ môn này đem lại đến cho các bạn nhiều sức khỏe như thế nào, và cải thiện về sức khỏe cũng như cải thiện về tâm trí của mình.